What you up to, Daddy? I'm working. Cô tiếng Anh của bà kìa ghê gớm không? See, JD, look, JD, look. See? Bà đang làm gì con? Mấy con này tay. À, bà đang làm gì con này tay vậy? What's that, JD? What is that? Cái đó là cái gì á? Cái đó là... Con nói với bà sao? Bà ơi, con I miss you sao? Say daddy, I miss you sao? Daddy, I miss you, little girl. Nói đi con. I miss you, Daddy. I miss you too, baby. You're gonna come home soon, Mommy tells me. And you're gonna come home soon? No, I want to come. Stay here with bà Nhung, ha? Look, Daddy. Nói bà ơi, bà Nhung nè. Oh, hello. Trời, con nói kìa, nó quay rồi, nó quay ngược lại. Hi, Di Quyên. Hello, Chu Nam, or I'm coach. Đang làm hả? Nè yeah, ba biết rồi. Đang làm đâu? Biết rồi. Hello. Hello. À nó kêu ba nó say hello thím năm đó. Có gây được gây gớm không? Hello JD. He ready. Con nói cô chú ơi, coi ba con nè. Wow. Chú Lũ mở giùm con mã đó thành công đi. Wow. Nhỏ. Rồi con nói chuyện với ba đi. Look at that stairs. Look. Yeah. À cho ông Lũ đi lên lầu hả con? Nói ngăn không? Nói ngăn bà không? That is too loud, right? Hả? My bag is too loud. I had to bubble wrap something because I'm working. Con làm gì vậy? Oh, are you itchy? À, mẹ ngứa lưng con phải không? Right here. Yeah. Tóc chảy mướt rượt rồi đó. Right here. Alright. Con nói chuyện với ba đi. Nay bữa nay con kể ba bữa nay con đi đâu? Ai? Bữa nay có cồn ở cửa không ta? Có chứ ba gái. Cồn nghỉ con ngày lễ thôi chứ nay mở cửa chứ. Mommy, I want to buy a swim scooter. You wanna buy what? I want to buy the swim. The swim sao? Swim shirt. Oh, con muốn mua đồ bơi hả? À, mua đồ bơi làm gì? I want to swim. Do you have any, Daddy? Do I have any squid? Yeah. Can you buy it for me? Don't. You see, I'm working really hard right now for you. Nó còn có đồ chơi mới mà ba nó chưa về. I can't wait to show Daddy tonight. Ghê gớm rồi. What can I show you? Rồi, sao show gì nữa đây? Giờ đi show gì nữa? Xuống đây. Show gì đó. Show đồ chơi. Look, Daddy. Daddy. I'm looking. Look. Oh, PJ Masks. And another PJ Masks. Có hai cái PJ Masks thuộc ghê thiệt. Oh my gosh, you got all the PJ Masks. Yeah. Yeah, that's cái này nữa con. Có này nữa con, cái này nữa con, cái này nữa con. Wow. Let's see. And there's princesses and like packets. Cô chú con chay nó nói chuyện bà đó nè. Để cái iPhone trên giường Su. Su ngồi im không nhúc nhích. Su ngồi không nhúc nhích luôn. Á trời ơi, rớt điện thoại rồi. Susan, don't move. Trời ơi, nghĩ xong nó dựng điện thoại lên chay. À, chay. Trời ơi, rồi giờ nó nhảy cho ba nó coi nè. Rồi, nhảy cho ba coi đây. Baby, you know what the phone lean to, baby? The phone is lean. Su. This bà ngoại em nè. À, đắt vô bà ngoại phone hả con? Điện thoại ngoại hả con? Nó nói bà đó rồi, nó nói là nó dựng điện thoại lên Su rồi, có Su không? Tội luôn. Dạ. Nga, Su tội nghiệp không được, im đi cho em mới có con giữa điện thoại. Á trời, nó chụp hình luôn rồi. Chúng bấm điện thoại ngoại chụp hình luôn. Ủa bấm thiệt luôn hả vậy? Trời ơi, rồi đưa bà ngoại coi, con chụp tấm hình Su. Bước lại cho bà ngoại coi. Trời ơi, nó đứng nó chụp hình Su luôn ngoại ơi, để mẹ coi. Trời ơi. And then she took a picture of
She took a picture of Susan and you. Merry Christmas. Merry Christmas. Trời ơi, nó bấm xuống kìa. Chụp ngay, chụp tấm ngay. Trời ơi, chụp ra đi với ba luôn hả? Ui, trời ơi, đẹp quá. Give me a kiss, JD. One minute, hả? I got cheese again, a cheese again. Cheese, cheese. Daddy say cheese. Cheese. Su nè, Su nó nói hả, chay chị đang bệnh đó. Yes. Jade Sky, all I see is the fur. All you see is the fur. Ah. Chay đi, con đang làm gì ha? Trời ơi, nó giờ nó chụp được quá trời hình rồi. Đứng nghiên cứu là chụp tấm nào đẹp nhất nha. Con phải nhắm đàng hoàng con mới chụp chứ con chưa nhắm mà con chụp gì vậy chay? Chụp gì tầm bậy vậy chay? Chụp xa ra. Đó. Cười đi. Trời ơi, chụp cho người ta mà nó đứng nó ẹo có được không? Rồi, rồi bây giờ có nói chuyện với ba nữa không? Số gì appetizer gì? Cheese. Wow, taking pictures. Awesome. This is you. Lấy con hủ đi. Okay, this is one more time. This is ngày là bác gái phải sản xuất là năm hủ vua đó. Yep. Last one. Rồi chụp tấm cuối nha, tấm cuối cùng thôi nha. Mom, JD, look at daddy face. JD, look at daddy face. I see it too. He's being silly. Yeah. Con có nhớ ba không? Yeah. Nhớ ba con nói sao? Trời ơi, con đã chụp tấm hình ba nó nè cô chú nè. Trời ơi, con đó ba đã chụp tấm hình. Trời ơi, con giờ mà xuống bây giờ. Mà rồi dựng lên bụng Su sao chay, dựng lên bụng Su sao, Su tội ghê á. You know why now she put it lean in against Su belly. That's funny. Su tội chưa? I'm gonna go ship. Okay. Say bye bye daddy đi con. Daddy bây giờ đi ship hàng cho mẹ rồi kìa. No, daddy. Đó, ba nói để ba đi ship hàng để ba có tiền mua đồ chơi. Ờ đúng rồi, con nói. Con nói bye bye ba đi. Trời ơi, PJ Masks makeup luôn hả? Frozen 2 and Barbies. I don't think daddy see your PJ Masks costume though. You gotta wear it for him one day, okay? Her costume is awesome. It's really cute. Wow. No, daddy, we'll watch the video. Yeah. Okay, bye bye daddy. No, daddy, bye bye. Love you too, bye. Đó, bây giờ nó mặc đồ vô nè cô chú nè, mặc đồ catboy giờ. Rồi quay đằng sau lưng lại lắc đít làm sao? Có cái đuôi. Bộ đồ thì cái bộ đồ dễ thương ghê, nó vừa y. Vừa y nó hả? Cái bộ này nó vừa y sợ. Chay có cái đuôi cái ngồi thấy cứng không chị? Chay có cái đuôi ngồi cứng hả chay? Kéo ra làm sao? Cũng bỏ cái bộ đồ kia ra đi, mình chơi xong bộ đồ này mình mặc bộ kia vô. Cái gì vậy? Cái gì ngồi suy nghĩ 5 phút à? Nghĩ gì nước Mỹ? Hả chê, suy nghĩ gì nước Mỹ hả? Suy nghĩ coi giờ sáng nay mình ăn cái gì? Suy nghĩ gì á? Rồi. Show cho daddy mà daddy không bắt phone. Daddy gì không bắt phone gì á, chắc đi rồi quá. Đây mày gọi ba lại. Hả?
Mày lại cho bà ngoại gỡ cái đó ra. Ngoại gỡ cho. Nó không có xiết cổ mà, có con trai này cái tật nó vậy đó, nó không có thích mặc cái gì mà gần gần cái cổ nó. Đây. Thiếm cũng vậy luôn hả? Không có thích đâu, nó ghét lắm, bận gì mà ôm ngay đây là giống như bóp cổ vậy đó. Ừ. Cái lạ lùng quá trời. Mở hở hở vậy đó. Hả? Bận cái gì mà có xác vô đây giống như ai bóp cổ vậy đó. Có gì cũng vậy đội cả năm. À. Dây đội cổ ngoại năm. Trời đất ơi. Ba không bắt máy luôn trai ơi, kỳ ghê á. Buồn, con buồn không? Thôi con ráng mặc bộ đồ này đi chút nữa đi, chờ 5 phút nữa ba gọi lại nha. No. Rồi con ra con nhảy cat boy sao? PJ Masks. PJ Masks. Không, cái con này là con Alex. No cat boy. À con này con cat boy. Nói từng con. Cửa con màu xanh này tên gì? Mẹ ba nó tưởng đâu nó lòi đó. Đùi dữ ghê tài. Đùi quá dữ luôn, đùi giống siêu nhân. Minutes. Làm hai đứa. Trời ơi, làm gì mới dụ được tiền đó. Thằng cứ miết đó đó, mẹ mẹ con muốn PJ Masks. Mà tối này hát PJ Masks dữ chưa? Hôm qua ngồi vụ năm nào là đi chơi PJ Masks để mua cái này nè bà ngoại. Rồi đi vô phá gạch mình mua cái này nè bà ngoại. Nó vụ. Làm gì PJ Masks mà ngứa giống khỉ dữ vậy? À. Không quen, chị không quen. Thôi kìa. Có đích gì kìa. Rồi ngồi là phải dục cái đuôi qua kìa, chứ phải ngồi. Ngồi dục cái đuôi qua. Ngồi chờ ba đó để khoe cho ba PJ Masks mà chờ hoài. Không thấy ba bắt máy. Rồi không có bắt máy rồi. Coi đụng. Rồi, đụng đuôi. Đuôi đó, đuôi đó. À, tép qua bên giờ dữ dội. Tép đuôi qua bên. Tép đuôi qua bên.